Hello, xin chào tất cả các anh em trên X nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo tài khoản Stripe và hướng dẫn thiết lập thanh toán từ tài khoản Twitter X của mình cho anh em nào đủ điều kiện và kiếm tiền nha. Thì để thiết lập được thanh toán thì anh em cần mở Twitter X mình ra nè. Sau đó anh em nhập dẫn avatar nè, nhấp vào phần kiếm tiền. Rồi nếu anh em nào đủ điều kiện và kiếm tiền từ X thì nó sẽ có một là hoàn thành thiết lập thông tin thanh toán, anh em nhấp vào anh em. Rồi sau đó anh em kết nối với tài khoản Stripe nè, anh em kết nối với Chrome mình đi. Rồi sau đó anh em nhập mail mình, anh em bấm continue anh em. Rồi sẽ có một cái mã code gửi về địa chỉ email các anh em copy cái mã code đó bắt vào đây nha anh em. Ê, gửi về tin nhắn chứ, anh em mở tin nhắn mình ra nè. 175028. Rồi feed name đến em thì anh em ghi họ tên như mình vào anh em. Ví dụ như là mình tên Nguyễn Văn A thì anh em ghi tên feed name thì anh em ghi Nguyễn Văn, đến name thì anh em ghi A nha anh em. Lưu ý viết qua nha anh em. Và tiếp tục địa chỉ ở mặt D này thì anh em ghi ngày tháng năm sinh mình vào anh em. Gạch ngày, gạch tháng, gạch năm. Rồi thì cái dòng một address này thì địa chỉ của anh em thì anh em mở giấy chứng minh nhân dân anh em điền địa chỉ của mình ở trên nơi thường trú anh em. Rồi cái phần address 2 này thì anh em điền ở nơi mở giấy chứng minh ra, anh em điền vào cái chủ là nơi thường trú anh em ở trên giấy chứng minh nhân dân của anh em, nó cũng là một địa chỉ của anh em đó. Rồi một ngày thì anh em ghi thành phố mình không, thành phố mình anh em, mình sẽ mở thành phố Châu Đốc, địa chỉ Châu Đốc. Rồi cái mã passcode này thì anh em điền mã bưu chính xăm của mình vào anh em. Thì anh em lên trình duyệt Chrome, anh em gõ là mã bưu chính xăm 3 tỉnh thành. Rồi thì mã bưu chính của mình là 90.000 nè. Anh em sao chép vào của anh em nhiêu thì đâu thì anh em khớp vào anh em. Rồi anh em bắt vào đây. Rồi tất cả anh em bấm send nè. Rồi tiếp tục hỏi mình thì mình trả lời rồi. Được xuống anh em nó hỏi là bạn có phải là người Hoa Kỳ gì mục đích thế liên quan liên bang không, anh em chọn không anh em. Phân loại tài chính. Rồi hỏi tiếp là địa chỉ gửi thư của bạn có giống với địa chỉ thường trú của bạn được liệt kê trên không, anh em chọn đúng anh em. Tiếp tục hỏi là mã số nhận dạng người nộp thuế không phải của Hoa Kỳ. Câu này anh em chào chọn một này anh em. Đâu ta lướt xuống. Các liên quan. Anh hỏi là bạn có đang yêu cầu áp dụng tỷ lệ khấu trừ thế giảm theo hiệp định thế không, anh em chọn không anh em. Và tiếp đó anh em ký vào nè. Ghi họ và tên mình vào anh em. Anh em ghi họ và tên mình chỉ qua như giống như bên trên anh em. Rồi anh em bấm tiếp tục anh em. Rồi cái phần này thì anh em add tài khoản ngân hàng mình vào anh em. Rồi thì tên chủ tài khoản anh em ghi cũng dưới qua anh em. Rồi tiếp tục thì cái số định tiếng CTAS này thì anh em có thể liên hệ với nhân viên ngân hàng hoặc là anh em có thể tra cứu trên Google anh em. Mình có để cái phần link mã CTAS cho anh em vào đây tra cứu nữa anh em. Em nhấp vào link này nè. Rồi anh em ngân hàng nào thì anh em copy 8 chữ số nè anh em. 2468. Có 8 chữ số anh em bắt vào nè. Ở đây thì số tài khoản của anh em nè, số tài khoản ngân hàng của anh em. Thì anh em có thể dùng thẻ ngân hàng của Việt Nam mình hoặc là thẻ Visa này nọ đều được hết trơn anh em. Hoặc thẻ nội địa nào được hết. Rồi tiếp tục anh em xác nhận lại số tài khoản của mình anh em. Rồi sau đó anh em gỡ anh em. Tiếp tục nó ra cái giao diện như thế này thì thông tin của anh em đây nè, thì rồi anh em bấm đồng ý và gỡ anh em. Vâng anh em chờ nó thiết lập thanh toán tầm khoảng 1 phút nha anh em. Rồi thì nó sẽ hiện ra giao diện thế này thì anh em đã thiết lập thanh toán thành công nha anh em. Nếu bạn nào chưa theo dõi tài khoản tại Twitter X của mình thì theo dõi cho tất cả anh em.
Giờ mình sẽ chia sẻ những cách cho anh em kiếm tiền từ tập TX. Giờ mình có một cái bài viết đầy đủ cho tất cả anh em làm nè. Rồi anh em đọc dưới phần link mô tả dưới video mình nha anh em. Vậy mình chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video tiếp theo từ mình nhé.